tao phọt cho xem nhá, tao một phọt thôi. Nếu bạn nào mà có lông, nói đây đây, nếu bạn nào có lông, các em thử rửa lên phần lông một lần thôi, không được phí. Lên phần lông nhá, là cái lông nó rất là mềm. Ngay có không có lông thì thôi. Đây nhá, đúng một phọt thế này thôi. Đôi, sao đéo phọt được này. Úi, sao không phọt được. Thôi chơi, được đồ tiền đéo đâu mà chơi. Địt mẹ cái làm chơi đồ là dễ lắm ấy, tiền lộn tiền chơi. Đang muốn chơi lắm này, đéo có tiền đấy. Có chơi con mẹ rồi. Tưởng chơi đồ đơn giản à, tiền đéo đâu mà chơi. Tiền này, đủ thứ tiền. Tiền mua thuốc, tiền mua đồ này. Xong rồi tiền còn phải rủ thêm dăm ba con nhảy nhót cho mà nhìn nữa. Lấy tiền đâu mà chơi. Chị mụ xong. Sao người ta trộn mụn. Địt mẹ trộn cũng được. Con nào khi nào khách của tao mua nhá. Khách tao mua mà vào đây mà hỏi là chị ơi cái này đồ trộn thì tao mới giải quyết được. Con không mua mà bảo đồ trộn nó thì trộn cái mụn lợn. Cái lợn mà. Đi xuống người ta gọi là gì nhỉ? Tao quên từ từ tiếng Anh này. Mà tao quên mất rồi. Cái tinh thần mình đang bị đi xuống ấy. Là mình đang bị cái gì đấy? Nói hộ tao ra. Đéo hết ở đâu. Da hơi nám không hết ở đâu mà. Cái gì nhỉ? Quên. Tinh thần nó đang bị đi xuống đấy. Nhưng mà chị quên mất từ tiếng Anh thôi. Còn đấy không gì, cái gì thì mua thôi. Đứa nào mua thì mua thôi. Sinh đi. Hỡi những cô nàng đau mút. Ừ, đang bị đau mút quá. Chị đang bị đau mút quá đúng luôn đấy. Chị đang bị đau mút vô cùng luôn đấy. Thật sáng ngày ra mà đi cái mẹ quá đau mút luôn. Tao là con người lạc quan đấy. Chứ tao mà là cái con người gọi là đau mút à. Con người đau mút thì chắc là tao cũng ngồi đấy mà tao. Ngày nào tao clip xong rồi tao cũng phải khóc tu tu. Vì những cái câu hỏi vô cùng vô văn hóa. Chửi bệnh đâu đấy. Hiểu chưa? Ôi ta đã nói từ hôm qua. Nước hoa này có quyến rũ được đàn ông không? Ta nói rồi. Cái mùi để mà quyến rũ đàn ông nhất thì đấy là mùi nước hoa Bim Bim. Mà đéo dùng nước hoa Bim Bim đéo quyến rũ đàn ông đâu. Mẹ em mày xịt trên thơm lực ngay xong rồi đến lúc mà giúp bà thì khắm lầm lặng mày mà quyến rũ được ạ. Nhỏ vào trong quần. Quần lót nhá. Đừng có hỏi ta là nhỏ vào đâu nhá. Ta nói giải thích rõ ràng rồi. Nhỏ trong quần lót. Một giọt thôi mày đổ đi mẹ chi chít vào đâu. Một giọt thôi. Thì chị dám khẳng định với em luôn là nếu như clip bọn em mặc một ngày xong bọn em béo, em mặc một tuần không giặt đúng không? Thì nghe tởm lợn quá. Nhưng mà ví dụ em giặt một ngày, mặc một ngày xong bọn em thử không giặt, bọn em treo vào một cái góc nào đấy này, một tuần sau nhá, tao cho kịch kim là 10 ngày sau vào ngửi vẫn thơm như thường, nó giữ mùi rất là lâu. Nó giữ mùi cực kỳ lâu luôn. Và nếu như mà khi mà mình chấm vào quần slip thì mình mặc lên một cái dính vào đấy. Thế sau khi mà nó dính vào đấy rồi thì nhá, xin lỗi luôn, nếu mà bảo là nó thì bảo mắt dậy, nhưng mà có loại bò gặm cỏ như thế nào thì như thế.